Em đang bên ngân hàng đây các bác nhé. Em vừa mua chiếc này. Đó. Chiếc BMW của một khách hàng. Con xe này quá đẹp luôn này. Xuất sắc luôn nhá. Đẹp căng luôn nhá. Chính chủ lữ sử dụng nhá. Được chưa? Chất chưa? Phải nói là tuyệt đẹp. Xuất sắc. Chủ xe thì cũng bảo từ sáng rồi là đánh đi rửa sấy sạch sẽ xong rồi để em xem xe, em xem xong rồi em chốt rồi. Tiện đây em quay luôn, con này sẵn sẵn dùng luôn. Các bác không phải dọn bất cứ cái gì nữa. Đấy, độc rửa qua nhìn đẹp chưa? Các bác nhìn có đã không? Đẹp xuất sắc luôn này, từ phần đèn này, sáng quắc này. Hàng cọp mà. Chọn được những cái hàng cọp này không hề đơn giản nhé các bác nhá. Con này mua mới là tầm khoảng gần 2 tỷ nhá. Phiên bản này là phiên bản cao cấp đấy các bạn, không phải là phiên bản bình thường đâu. Đó, phiên bản này phiên bản cao cấp luôn. Quá xịn sò và chất lượng. Quá đẹp luôn. Vâng, con xe được mang tên là BMW 325i nhá, coi nhá. Sản xuất 2004, đăng ký 2005, số tự động. Tư nhân, lữ sử dụng. Quá đẹp luôn. Xe của lữ cán bộ ngân hàng. Toàn bộ nhớ ghế này. Chỉnh ghế này. Ghế điện. Nói chung là em nhấn mạnh nhá, con này xe cọp nhá, không phải là bình thường đâu ạ. Hàng đẹp xuất sắc luôn nhá, phiên bản cao cấp nhá. Dòng 325 này thì nó sẽ đẳng cấp hơn dòng 318 nhá và đẳng cấp hơn 320. Đó. Nói chung là nó phiên bản cao cấp đấy ạ, không phải gì đâu. Con này mua mới cũng không hề rẻ nhá, mua mới nó phải tầm gần 2 tỷ đấy ạ. Đó, thuế thiết vào nó phải gần 2 tỷ đấy, tầm. Các bác nhìn cái tì để tay này. Nó zin đẹp này, được chưa? Chất lượng chưa? Và cái lưỡi là đặc biệt, lưỡi con này ghế là ghế toàn bộ ghế zin nhá. Ghế zin, được chưa? Ghế zin. Táp ly zin này, bốn táp ly zin này, ghế zin này. Đó, táp lô cũng zin luôn. Đằng sau có rèm chắn nắng nhá. Và toàn bộ phần lỉ đây các bác để ý chưa. Ô, đẹp căng luôn này. Đẹp căng này. Trần quá đẹp luôn. Đó, phần cam hành trình này. Đấy, gương tích hợp trên gương luôn này. Đó, rèm tự động bằng điện nhá. Đó, đã độ lên sàn 5D này. Nói chung là con này thì hàng quạp rồi. Hàng xuất sắc rồi. Đúng là lữ sử dụng nên là trong xe lúc nào cũng mùi thơm phức luôn. Toàn mùi thuốc hoa thôi. Rất là thơm. Con xe này thì không có gì bàn cãi rồi. Không có gì để chê rồi các bác nhá. Đó, mấy ngày hôm nay em đi cũng đi tìm xe rất là nhiều nhưng mà không có mua được xe, tại vì đến được xem xe được những con xe nó xấu xấu mà tã tã lát lát thì em không có mua, em nói thẳng luôn em đi về. Đó, hôm nay thì mới săn được chiếc này đây để quay lên cho các bác đây. Mấy hôm nay em cũng không lên sóng rồi đúng không ạ? Các bác nhìn từ phần táp lô này nó đẹp chưa, nó còn vân nguyên bản này. Phải những cái hàng cọp chất lượng mình mới mua nhá, còn đâu những cái hàng gọi là tã xấu xấu em không mua đâu, em nói thẳng luôn em không mua. Kể cả đi về mất việc không mua được xe em cũng không mua. Đó, phải xe đẹp, xe zin như thế này mới chất lượng này. Đó, vâng, tất cả xe em bán ra đều có cam kết cho bác bằng văn bản đầy đủ luôn là xe không bị đâm đụng và không bị ngập nước nhá. Có cái dòng BMW này thì cái form nó thể thao và nó nhìn nó lịch sự, nói chung là nó sang trọng, nó đẹp. Trang bị 4 mâm đúc nhá, 4 quả lốp còn tương đối đẹp. Đó, 4 quả mâm đúc và 4 quả la răng lúc. Đó, 4 quả lốp còn tương đối đẹp và 4 mâm đúc các bác nhá. Quá chất lượng luôn, đèn sáng quắc luôn, đèn trước đèn sau sáng quắc luôn. Đây các bác xem cái đèn sau này, nhìn đẹp chưa? Nó phải sáng quắc cái này, được chưa? Cốp này, ấn này là nó mở này. Đó, BMW. Quá xịn sò các bác nhìn này, đẹp chưa? Từ những cái gioăng chỉ đẹp này cơ mà. À, túi bóng chưa bóc này. Nói chung là mua được con xe nó đẹp, nó rất là sướng các bạn. Nó đã luôn này, sáng quắc này. Các bác xem cốp nó sạch chưa. Này, bên dưới lỉ nữa này. Lốp dự phòng này. Này, cái lốp này bác nhìn này, lốp hình như chưa cả dùng tới. Nói chung là dùng tới chưa thì không biết, nhưng mà chỉ biết nó còn đẹp thôi. Này, tem mác này, đã chưa. Các bác nhìn này, chất chưa? À, đinh bấm này, từ phần đinh bấm này, các bác nhìn rõ đinh bấm này.
nguyên bản này, đằng dưới đẹp này cơ mà. À, nó phải những con xe cọp này thì mới xứng tầm thôi nhá, xứng tầm cho bên bên Sĩ Minh Ô Tô mới mua đó. Gọi xe tá tá nhão nhão em không mua, em nói thẳng rồi. Con này trang bị túi khí quanh xe nhá, ở gần 10 túi khí luôn, ở điều hòa auto, ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí, cân bằng điện tử full option, cam hành trình này đó, kết hợp cam lùi này và kết hợp luôn cả cảm biến nhá, có cảm biến đang kêu đấy, gạt mưa tự động, có mưa phát gạt luôn, rèm chắn tự bằng điện này, đỉnh chưa, quá chất lượng nhá, con này không có gì bàn cãi nhiều, nói thật sự luôn là bác nào khó tính lắm cũng phải chốt đấy ạ. Và xem muộn cái chiếc này mà em bán mất là cũng hơi tiếc đấy ạ. Máy này im đen đét này, im đen đét luôn này, nhổ nó rất là êm nha các bác, rất là êm luôn. Em đang để sát cái điện thoại này các bác nghe này, nó êm chưa, những cái phần tôn vỏ kia nó sáng quắc kìa, được chưa, đây sáng quắc luôn này. Nói chung là không bàn về xe, không bàn về xe, không bàn về xe các nhá, em nhấn mạnh là không bàn về xe. Bác nào nhanh tay chốt được chiếc này, bác nào nhanh tay có thể chốt được chiếc này, đó là may mắn luôn, chứ không phải đơn giản các bác nhá, không hề đơn giản, không đơn giản là một con xe chất lượng. Đèn qua nhìn cái đèn thì nó khuê chưa, sáng quắc chưa, nó có đã không ạ, nhìn nó đã luôn. Vậy bác nào quan tâm đến con xe này liên hệ cho em theo số điện thoại 0988 04 đuôi 4 con 8 và 0926 836 686. Cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.